Hello, hello cả nhà. Cả nhà ơi, đừng có để những cái làn da mà mụn như thế này làm chúng ta phiền phức nhé. Thứ nhất á, là mụn đầu đen, mụn viêm, ha, mụn bọc ha. Đây, nó có nổi cả trên đầu nữa nè. Rất là nhiều ha. Mình sẽ... Nè, khi mà mụn lên viêm nhiều quá, nó sẽ để lại sẹo như thế này. Hello, hello chị Linh Nguyễn, hello cậu Thanh Hoa. Những cái mụn như thế này thì mình sẽ xử lý hôm nay cho bạn này luôn nha, tại vì cuối tháng là bạn đi chơi rồi. Mình xin nhắc lại một lần nữa là bên mình vẫn có làm dịch vụ cho nam nhé. Những da bạn nào mà có mụn, bị viêm hoặc là những cái bệnh lý về da, mình có thể ghé tiệm mình để cho mình xử lý nhé. Bây giờ mình sẽ like trực tiếp cho cả nhà xem. Không, 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 con không ăn đâu. Con ăn đi. Nhưng con hâm chưa? Con hâm hả? Con hâm thì con sẵn tay con lên đây, con nó chưa sôi á. Con quay giùm cho cô đi, cho cô nặn hết cái đám này cho cái đám mụn viêm này cho khách coi xíu. Mụn mạng thì nhiều lắm. Hôm nay em làm da luôn nhé. Nhá. Chứ đừng có để nó viêm như này. Cái mụn viêm này nè. Này con đứng đó cũng được, con đứng đó cũng được. Em nghiêng cái đầu qua giùm chị nha. Cảm ơn em. À, mình cũng nói luôn đó là những cái dụng cụ bên mình là chỉ làm xài một lần mà mình vứt đi ha. Có nhiều bạn thì cứ sợ bên mình hoặc là những cái chỗ nào khác á, nó sẽ làm những cái dụng cụ với các bạn á, những cái dụng cụ mà các bạn làm không vệ sinh nó sẽ rất là gây cho mình rất là nhiều cái phiền toái ha, nó làm cho nhiễm khuẩn ha. Con có thể quay dung hệ sát sát xíu cho con được không? Nguyên nhân á, mụn á, là do đâu? Là do những cái tuyến bã nhờn trong cơ thể chúng ta. Nên là chúng ta phải biết điều tiết và chúng ta xử lý. Ngay cả bản thân em á cũng bị mụn chứ không phải là riêng khách hàng đâu. Nếu các bạn biết là em mới về em bị mụn rất là nhiều, lưng cũng bị mụn rất là nhiều. Các bạn nhìn thấy không? Bực lắm luôn. À. Khi em nặn xong á, các bạn nhìn thấy không? Người ta có nói em là rất là mát tay nè, khi em nặn là không có còn giấu lại nữa ha. Đây hơi đau một chút xíu em ha, tại vì mấy cái mụn này nó hơi viêm nhé, cố gắng nha. Và đặc biệt là sẽ không có sẹo nhé cả nhà. Những bạn nào mà những có vấn đề mà lo lắng về mụn, về nám, em cũng nói trước luôn á là nhiều bạn cũng rất là kỳ cục, thực sự như triệt lông rồi. Em nói thật sự nha, em không có ép khách hàng mua cái những cái liệu trình bên em tư vấn, ok nếu mà bạn muốn làm thì bạn làm chứ em không bao giờ ép. Nhưng mà em rất là buồn vì những cái bạn khách hàng á mua gói liệu trình đã xong rồi không có đến để cho bên em làm, xong rồi nhiều khi cứ giở chứng là chị xa quá, chị này cái ủa mấy chị xa thì mấy chị có mấy chị nhắm mấy chị làm liệu trình bên em được thì mấy chị làm, còn mấy chị không nhắm được thì mấy chị đừng mua. Em cũng đâu có ép đâu, em đâu có là năn nỉ là chị ơi chị phải làm bên em đi hay là gì, em không bao giờ em làm, em nói khách hàng như vậy. Nhưng một khi các bạn, các anh các chị đã chọn dịch vụ tin tưởng vào liệu trình bên em thì các anh các chị phải theo, tại vì một người chữa nhưng mà một người không có hợp tác thì cũng sẽ không có thành công đâu.
Nên là em mong là các anh các chị, em nói ở đây á, là các em mong để các anh các chị, nếu mà các anh các chị muốn mua liệu trình bên em thì suy nghĩ thật kỹ xem là nó như thế nào, nó có thuận tiện với mình hay không, nó thế nào hay không. Chứ rồi mua rồi xong rồi cái giữa chừng kêu là ôi thôi giờ chị không làm nữa, chị thế này thế nọ thế kia, thôi em trả lại tiền cho chị đi. Nó thật sự nha, em nó thật sự là nghe rất là buồn á, mà tính em rất là nóng á. Những khách hàng, rất là nhiều khách hàng rất là củ chuối, nói ra thì là mất lòng. Các chị mua một bó rau đi, các chị ăn hết nửa bó rồi các chị trả lại kêu người ta trả lại tiền, các chị có người ta có chịu không? Nên là em mong là em cũng mong là các anh các chị thương em, nếu mà tin tưởng dịch vụ bên em thì hẳn nên làm, còn tư vấn rồi, còn nếu mà không thì thôi, em cũng không có ép. Nhưng mà làm rồi thì chúng ta đi, nên đi đến cùng, chứ làm bỏ giữa liệu trình này, mất thời gian của đôi bên, rồi với thể chưa kể là giận dỗi nhau hay gì, mệt lắm. Ai cũng là khách hết, ai em cũng chăm hết, do các anh chị không đến, chứ bên em không bao giờ bỏ khách, em nói thật lòng, không bao giờ em bỏ khách hoặc là đến là em không làm, là không có. Nên các anh chị thương em thì các anh chị hợp tác với em nhé, để chúng ta có cái một cái làn da đẹp. Em nói trên đây thì cho các anh chị tham khảo thôi, chứ em chứ không phải em cũng không có dữ dằn gì hay là em thế này thế kia. Nhưng mà em mong muốn là những khách hàng của em ai cũng dễ thương hết á. Em không có ép ai đến tiệm em làm, còn nếu mà đã đến tiệm em làm rồi thì các chị vui lòng ha, hợp tác với em để có một làn da đẹp. Rồi đây là những cái ổ viêm nè, các bạn nhìn thấy những cái chỗ này nó vẫn còn một cái viêm nhỏ nữa thì em sẽ xử lý luôn ha. Đó. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chúng ta cứ làm khó nhau làm gì, mất lòng. Nhiều người mua nhà tiền tỷ, nhưng mà nhiều khi cái cách ứng xử của các anh chị làm cho em rất là buồn luôn đó. Không hiểu nổi. Mà người thân người quen, thà là khách hàng xa xôi, em nói người thân người quen biết nhau hết mà ứng xử làm cho em rất là buồn. Em sẽ nặn hết những cái mụn viêm như thế này á, các bạn đừng có sợ là nó bị sẹo hoặc là nặng nó sẽ bị nhiễm trùng hay là, tại vì trong đây là ổ viêm, nếu các bạn không xử lý hết những cái ổ viêm này ha thì nó sẽ lây lan lên những cái ăn luồn ở phía xong với cái mô da, những cái tế bào ở dưới da thì nó sẽ làm cho bị viêm nhiễm ha. Em phải làm sạch như thế này nè, còn đau không? Ok rồi em rồi ha. Rồi em sẽ di chuyển vào cái vùng bên này để làm cho cả nhà coi những cái vùng nào nặng nhất ha. Thấy đó, còn đau không? Rồi ok. Khách hàng của em dễ thương lắm nha, theo em á hả cũng lâu rồi mà cứ mỗi lần lên cũng nặng, tại vì em nó da bản thân là da bị nhờn rất là nhiều, lâu lâu cũng lên xử lý. Nay biết em về, bạn lên để cho em xử lý nè. Khách hàng em dễ thương lắm, thấy không? Những cái mụn này là mụn viêm nè, mủ nè, này các bạn nhìn thấy không? Khi em ấn xuống nè, nó không có sự đồng hồng, nó lúng luôn ha. Ở đây trong đây là những cái ổ viêm ha, mủ rồi đó. Nay em về rồi, sau những ngày tháng học tập và làm việc thì bây giờ em về rồi, em sẽ chăm da cho từng chị khách hàng. Đây là chị khách hàng nào có cần điều trị mụn, điều trị da, những cái mụn này nè.
Các bạn đừng có sợ đau ha. Sợ đau là các bạn sẽ không có một làn da đẹp đâu. Rồi, sạch rồi. Rồi, bây giờ em sẽ xử lý tiếp cái vùng da bị viêm này ha. Đó, các bạn thấy không? Em chỉ cần ấn nhẹ thôi. Cái mụn viêm này, đó. Mụn này nó đã ăn luồn ở trong này. Bạn thấy không? Mụn này. Cả mụn, cả máu luôn ha. Em rồi nha. Rồi, em like ít chút xíu thôi cho cả nhà xem thôi. Và bây giờ em sẽ tắt cái live stream này. Những bạn nào điều trị da có thể gọi cho em vào số điện thoại 0919310959, tư vấn về da, tư vấn về phẫu thuật thẩm mỹ, tư vấn về bệnh phụ khoa cũng gọi cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.